Xin chào anh chị khách hàng. Hôm nay Giang sẽ giới thiệu với anh chị khách hàng căn hộ của dự án The Mark nằm trên trục đường Nguyễn Đình Chiểu chị khách hàng nhé. Mặt tiền đường vô cùng là đẹp luôn. Thì dự án của chúng ta view về trung tâm thành phố, trung tâm quận nhất. Xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang qua cái căn hộ của chúng ta. Thì hôm nay Giang sẽ giới thiệu với anh chị khách hàng một cái căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh tại dự án The Mark. Đây là một căn hộ gọi là đỉnh cao của trung tâm quận nhất anh chị khách hàng nhé. Anh chị khách hàng nào muốn chuyển hộ khẩu về quận nhất, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Sau đây Giang sẽ review thực tế và chi tiết cái căn hộ 2 phòng ngủ này cho anh chị khách hàng cùng trải nghiệm. Thì khu vực của Giang đang đứng đây là khu vực ban công mọi người nhé. View của chúng ta là view trực diện xuống cái tiện ích của dự án The Mark, cực kỳ là đẹp luôn. Và đây là mặt chính của dự án The Mark này mọi người. Mặt chính này view về trung tâm thành phố. Và từ vị trí của Giang đang đứng là mọi người thấy là mình sẽ nhìn được những cái tòa nhà của dự án Vinhome Golden River ha. Và đây là cái tháp đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào trong. Thì phía bên ngoài cái ban công này á, thì chủ đầu tư họ lắp đặt cho mình một hệ thống cửa, ba cửa kéo, ba cửa lùa như vậy ha. Thì với hệ thống cửa ba cửa lùa như vậy á, nó tạo một không gian mở cực kỳ là rộng luôn, đúng không ạ? Cực kỳ là thoáng luôn. Nó sẽ lấy được ánh sáng, nắng, gió vào trong cái căn hộ của chúng ta, luôn luôn giúp cho căn hộ của chúng ta luôn luôn có được cái lượng oxy tự nhiên nè, rồi không khí vô cùng là trong lành. Trên hệ thống cửa này chủ đầu tư họ lắp đặt một cái hệ thống rèm kéo, nhưng mà rèm kéo này với công nghệ smart home thông minh như mọi người chỉ cần kéo nhẹ cái rèm là nó sẽ tự đóng luôn mọi người. Cực kỳ là thông minh đúng không ạ? Đó. Thì những lúc nào mà mình muốn không gian riêng tư thì mình kéo nhẹ cái rèm, muốn lấy ánh sáng của mặt trời thì mình cũng kéo nhẹ cái rèm thì cái rèm nó sẽ tự đóng lại. Và đây là không gian phòng khách nha mọi người, cực kỳ là đẹp luôn. Thì hồi nãy giờ Giang giới thiệu cái phần ban công phòng khách, nhưng mà cái điểm mấu chốt ở đây là căn hộ của chúng ta là căn hộ thông minh. Thì chủ đầu tư họ lắp đặt một cái gương thông minh. Đây, vừa là một cái gương, vừa là một cái smart home đó mọi người. Thì mọi người có thể là điều khiển trong tất cả cái căn phòng ngủ của chúng ta ở đây. Thì đây là bảng điều khiển chính. Thì mọi người chạm vào cái app này ha, để mình xem. Ở đây thì có không gian phòng ngủ nè, phòng ngủ số 1 nè, phòng ngủ số 2, phòng master nè, phòng ngủ số 2 nè. Rồi phòng khách đầy đủ trong đây luôn. Thì mọi người có thể điều khiển bằng cái bảng điện tử này. Cái bảng điện tử này chủ đầu tư họ lắp đặt một hệ thống video call an ninh. Có nghĩa là anh chị khách hàng chỉ cần kết nối hệ thống này đến quầy lễ tân, thì sau này bạn bè hoặc những mối quan hệ của mình đến, họ sẽ đến trực tiếp vào quầy lễ tân trước. Và từ khu vực quầy lễ tân nó sẽ có con mắt thần, nó sẽ nhìn được cái người đó. Và mình từ trên này mình nhìn qua cái video call an ninh này để mình xác nhận người đó có phải là người thân của mình hay không. Nếu đúng là người thân của mình thì mình mời họ lên, còn không phải là mình từ chối thẳng trên căn hộ của mình luôn ha. Rồi, từ cửa bước vào á, đây là cái cửa chính, không gian cửa chính mọi người nhé. Thì cái cửa này á, là cửa lõi thép chống cháy 4 lớp, cực kỳ là an toàn đó mọi người. Thì trên cái cửa này á, tích hợp một cái mắt thần đến từ thương hiệu Hubler mọi người nhé. Mắt thần Hubler. Và chúng ta sẽ được tích hợp cái hệ thống khóa gieo với 4 tính năng. Tính năng đầu tiên á, là khóa từ, tính năng thứ hai là khóa số, tính năng thứ ba là khóa Bluetooth, tính năng thứ tư đó là khóa smart home. Với công nghệ smart home thì mọi người từ xa mọi người có thể là điều khiển mở cửa này cho cái người thân của mình. Nếu mà di chuyển mà mình không có nhà thì mình cũng có thể mở cửa từ xa được thông qua cái thiết bị thông minh của mình ha, điện thoại. Từ ngoài cửa bước vào thì bên tay trái của chúng ta đây là khu vực bếp, và đây là cái khu vực nấu nướng ha. Đây là không gian khu vực nấu nướng. Thì khi mà mình đi mua thực phẩm từ bên ngoài về á, thì mình bỏ vào hệ thống tủ lạnh ở đây ha, những thực phẩm tươi sống thì mình sẽ bỏ vào cái ngăn chứa này. Rồi sau khi ngăn chứa thì chúng ta có thể để ở đây sau khu vực rửa ráy thực phẩm. Mình rửa thì nó có hai cái chậu, một cái chậu thì mình rửa rau củ quả và một cái chậu thì rửa ráy thịt cá ha. Rồi sau khi mình rửa ráy thì mình bỏ qua khu vực đây gọi là khu vực sơ chế. Trước khi mình nấu nướng mình đặt thực phẩm sơ chế ở đây, rồi sau đó mình chuyển qua cái khu vực nấu nướng là cái bếp nấu của mình ha.
Cái bếp nấu của mình là đến từ một thương hiệu cực kỳ là cao cấp luôn mọi người, đó là thương hiệu Cooper Best ha. Đây là một thương hiệu chuẩn châu Âu luôn ha. Rồi về bàn giao á, nội thất thì chủ đầu tư họ bàn giao cho mình nguyên một cái hệ thống tủ bếp cực kỳ là nhiều ngăn tủ luôn, hệ thống tủ bếp trên hai bên rồi hệ thống tủ bếp dưới cũng đầy đủ cho mọi người luôn ha. Và tủ của chúng ta là hệ thống tủ chống va đập ha mọi người nè. Rồi chúng ta sẽ di chuyển vào không gian phòng khách lại ha. Thì sau khi chúng ta nấu nướng xong thì mọi người có thể chuyển thực phẩm mình ra cái bàn ăn này. Không gian bàn ăn này chủ đầu tư thiết kế cho mình một cái bàn với 4 ghế như vậy ha, cực kỳ là sang trọng đúng không ạ. Rồi phòng khách của chúng ta thì đặt cái sofa ở đây và mình view trực diện ra phía công viên nội khu và trung tâm quận nhất đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé. Rồi chúng ta sẽ di chuyển vào cái phòng ngủ Master, cái phòng ngủ Master để tìm hiểu cái phòng ngủ Master thiết kế như thế nào ha. Đây là không gian phòng ngủ Master nè mọi người. Thì đây là không gian phòng ngủ Master nè mọi người. Ở đây có một cái cửa sổ ha, mọi người muốn lấy ánh sáng nắng gió thì chúng ta chỉ cần mở cửa sổ này ra thì sẽ thu được một lượng oxy cực kỳ là mát mẻ cho căn phòng của chúng ta ha. Rồi không dùng nữa thì mình đóng lại. Và cái hệ thống cửa này là cửa cách âm luôn nha mọi người. Khi mà đóng lại sẽ không hoàn toàn không nghe những cái âm thanh bên ngoài. Tại khu vực này thì mọi người đặt cho mình một bộ bàn trang điểm như vậy ha. Có gương soi ở đây, mọi người lắp đặt cái gương soi như vậy. Và mình view trực diện bên ngoài. Rồi, chúng ta cũng lắp đặt cái bộ giường ở như vậy ha mọi người. Thì khu vực này mọi người có thể là lắp cái đầu giường sát tường như vậy, rất là đẹp. Thì ở đây thiết kế cái hệ thống tủ như vậy. Khi mà nhận nhà mọi người có thể thiết kế cái dạng tủ như vậy, hoặc là mình có thể thiết kế cái dạng tủ với không gian mở, có nghĩa là mọi người không cần phải làm cái cửa tủ như vậy, mọi người làm một không gian mở để làm tạo cho căn phòng chúng ta sẽ rộng hơn ha. Rồi trong cái phòng master của chúng ta là có luôn cái nhà vệ sinh riêng mọi người nhé. Thì đây là không gian nhà vệ sinh riêng. Thì đây là khu vực của phòng tắm. Phòng tắm chúng ta có quầy tắm đứng nè, rồi bồn tắm đây. Mọi người thích dùng tắm đứng thì mình tắm đứng nha. Mình cũng muốn trải nghiệm sau ngày căng thẳng thì mọi người có thể nằm ở đây. Mọi người mở nước vào và cho một số hương liệu dược phẩm vào đây để mình tắm cho nó thư thả đầu óc ha. Còn đây là hệ thống bồn rửa mặt, bồn cầu và hệ thống tủ, vừa là tủ vừa là gương soi ha. Đây với rất là nhiều ngăn tủ mọi người nhé. Rồi những cái ngăn tủ này mọi người chứa rất là nhiều mỹ phẩm vào đây cũng được luôn nè, rất là gọn gàng ha. Và trên vách tường thì lắp đặt cái ổ cắm cho chúng ta luôn, là chúng ta muốn làm máy sấy tóc thì mọi người cứ thể cứ sử dụng cái ổ cắm này bình thường ha. Rồi chúng ta sẽ di chuyển vào cái phòng ngủ số 2 mọi người nhé. Thì kế bên phòng master chúng ta đây là không gian phòng ngủ số 2 nè. Phòng ngủ số 2 thì với một cái view cực kỳ là đẹp luôn mọi người. View về trung tâm quận nhất đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh ha. Đẹp đúng không ạ? Một thiết kế cực kỳ là thông minh, cực kỳ là đẹp. Đây là cái khu vực mở cửa sổ ha. Cửa sổ thì cái phòng của chúng ta phòng này thì có hai cửa thì nó sẽ làm tạo một cái đối lưu gió, sẽ giúp cho cái căn phòng của chúng ta luôn luôn mát mọi người nhé. Mọi người có thể mở hai bên ha. Và hệ thống cửa này cũng là hệ thống cửa cách âm luôn mọi người. Rồi chúng ta có một nhà vệ sinh chung ha. Thì đây là không gian khu vực nhà vệ sinh chung. Thì những cái nội thất mà nhà vệ sinh bàn giao cho mọi người ấy, đến từ những thương hiệu cực kỳ là cao cấp luôn. Đó là thương hiệu Hubler nè, của Đức nè. Rồi thương hiệu Asus nè ha. Rồi đầy đủ luôn. Rồi Duravit. Nếu anh chị nào muốn sở hữu một cái không gian sống gọi là đẳng cấp đến từ thương hiệu Dermac để mà đậm dấu ấn trong một cái quãng đời của mình á, thì mình hãy sở hữu một trong những căn hộ tại dự án Dermac này để mình có một cuộc sống tốt hơn ngay trung tâm quận nhất, để tận hưởng những cái tiện ích cao cấp từ trung tâm quận nhất nè, ở một cái nơi gọi là
gọi là đẳng cấp bậc nhất của miền Nam Việt Nam luôn, có thể nói là toàn Việt Nam luôn mọi người nhé. Là thành phố Hồ Chí Minh là một cái nơi gọi là cực kỳ đáng sống, mọi người muốn sở hữu và muốn sống tại trung tâm quận nhất, một cái trung tâm của một quốc gia gọi là mang nhiều dấu ấn, gọi là đậm dấu ấn ở Sài Gòn. Rồi hẹn gặp lại mọi người tại dự án The Mart. Hãy liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ tư vấn và mời anh chị đến trải nghiệm thực tế. Mình sẽ tận tay chạm vào những cái thiết bị được bàn giao, tận mắt nhìn thấy chất lượng xây dựng của dự án The Mart này. Rồi hẹn gặp lại mọi người. Xin chào mọi người.